Sau khi bài phỏng vấn 20 người Hàn Quốc của kênh EVN News được đăng tải với lời than vãn rằng khâu cách ly của Việt Nam quá tệ, nhiều cư dân mạng Việt đã vô cùng bức xúc và yêu cầu người Hàn xin lỗi về thái độ của mình. Dịch bệnh COVID-19 đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dân toàn thế giới. Sau Trung Quốc, xứ sở Kim Chi chính thức trở thành ổ dịch thứ hai với nhiều diễn biến khó lường, số ca nhiễm bệnh tăng lên hàng giờ. Kèm theo đó là những trường hợp hợp tử vong ngày một nhiều thêm. Giữa tình hình bệnh dịch chuyển biến khó lường, một chuyến bay từ Daegu, Hàn Quốc đến Đà Nẵng, Việt Nam chở 80 hành khách, trong đó có 58 người Việt Nam, 2 người Thái Lan và 20 người Hàn Quốc. 58 hành khách người Việt Nam được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng bố trí xe đưa đi cách ly tại Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên Đồng Nghệ, huyện Hòa Vang, 20 người khách Hàn Quốc trên đường đi đến nơi cách ly, 22 khách ngoại quốc còn lại bao gồm 20 khách Hàn Quốc và 2 khách Thái Lan được bố trí cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Tuy nhiên nhiều du khách Hàn Quốc không hợp tác cách ly theo yêu cầu. Với thái độ bất mãn của các du khách Hàn, thành phố Đà Nẵng đã phải sắp xếp 20 người trên trú tại một khách sạn 4 sao và đưa về nước trong tối 25/2. Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ là sự đòi hỏi ở khách sạn hay thái độ bất hợp tác, không đồng ý cách ly của 20 người Hàn. Chiều 25/2, một kênh truyền hình Hàn Quốc bất ngờ đưa tin về tình trạng 20 du khách Hàn đang được cách ly ở Việt Nam. Bản tin của EVN News. Theo những gì EVN News đăng tải, một số du khách trong đoàn 20 người đã cầu cứu vì đang bị giam cầm. Họ cho rằng điều kiện sinh hoạt ở Việt Nam quá tồi tệ, đồ ăn không đủ no, sáng chỉ được ăn một mẩu bánh mì và cơm không đủ 3 bữa. Hình ảnh về mẩu bánh mì và hộp cơm nghèo nàn của Việt Nam cũng được chụp lại và đăng lên. Mẩu bánh mì được du khách Hàn chia sẻ, phần cơm được thành phố Đà Nẵng chuẩn bị cho du khách Hàn. Ngay sau khi tin tức này được phát sóng, cộng đồng mạng Việt Nam đã bày tỏ sự bức xúc với những gì EVN đăng tải và thông tin sai sự thật du khách Hàn cung cấp cho báo chí. Nhiều người chỉ ra rằng mẫu bánh mì mà du khách Hàn nói thực ra là cả một chiếc bánh mì truyền thống đầy đủ nhân. Video liên quan đây cũng là món ăn đầy tự hào của người Việt, từng được công nhận là món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Bên cạnh đó, phần cơm của các vị khách hàng được đặt tại một nhà hàng Hàn Quốc với khẩu phần 200.000 VND trên người, tiêu chuẩn cao gấp 3 lần các công dân Việt Nam đang cách ly khác, 60.000 VND trên người. Một số cư dân mạng đã so sánh hình ảnh phần cơm cho Việt Nam cung cấp với phần cơm tại khu cách ly ở Daegu. Hashtag Apologieto Việt Nam và 20 Korean Supply In được chia sẻ khắp mọi mặt trận Twitter. Chỉ trong vài tiếng, Apologieto Việt Nam đã leo lên top 2 trending thế giới, top 1 ở Việt Nam và lên cả top trending Hàn Quốc. Một số người nước ngoài sau khi tìm hiểu sự việc cũng chia sẻ hashtag này và yêu cầu người Hàn gửi lời xin lỗi đến Việt Nam. Đến hiện tại, làn sóng phản đối 20 du khách Hàn Quốc này sẽ vẫn còn gây sốt với gần 700.000 bài viết trên Twitter. Hashtag Apologieto Việt Nam lên top lúc nửa đêm đến rạng sáng. Hashtag này đã lên top 2 thế giới và nằm trên top 1 thịnh hành Twitter Việt Nam. Xem thêm, Phương Trung, theo thế giới trẻ Let's Blog Ask.